Đỗ Quốc Hoài xin kính chào quý vị các bạn. Lúc này đang là buổi sáng của ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023. Bên cơ sở Đỗ Quốc Hoài vừa mới hoàn thiện xong một bức tranh đồng quê. Bức tranh với kích thước là 1m17 x 2m37 với độ dày của khung là 5,5cm và bản rộng là 12cm. Và đặc biệt là độ dày của miếng ván là 2,5cm quý vị ạ. Dày nguyên tấm quý vị nhé. Đây là một cái đơn hàng mà bên cơ sở Đồ Gỗ Hải làm cho anh Hiếu tại Hà Đông, Hà Nội. Mà cách đây không lâu thì Đồ Gỗ Hải cũng đã quay lại những cái thước phim khi mà đang hoàn thiện những khâu cắt tạo hình cũng như là khâu mài nước, cắt tỉa, tất cả mọi thứ. Đồ Gỗ Hải cũng đã quay lên để gửi tới anh Hiếu cũng như là gửi tới quý vị các bạn có thể thấy được là bên cơ sở đã làm trực tiếp tại xưởng không qua khâu trung gian. Và cam kết với quý vị và các bạn là uy tín, chất lượng, bảo hành dài hạn. Với chất liệu là gỗ gụ và được bên cơ sở khảm với chất liệu là ốc đỏ Singapore 100% quý vị ạ. Quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để Đỗ Quốc Hoài tiến lại thật gần hơn, để Đỗ Quốc Hoài sẽ review thật kỹ một cái tác phẩm phải nói siêu VIP như thế này mà được bên cơ sở vừa mới hoàn thiện xong, để trước giờ bàn giao cho anh Hiếu tại Hà Đông, Hà Nội. Thì xin giới thiệu tới quý vị. Xin mời. Như quý vị đang thấy đây thì với bố cục chính của một bức tranh đồng quê khảm ốc đỏ Singapore như thế này thì đó là một cái cây đa, một cái cây đa đang ở trên những cái tảng núi, đang ở trên những cái mô đất tảng núi rất là đẹp như thế này. Cây đa giếng nước mái đình không thể thiếu được trong những cái khung cảnh của một cái bức tranh làng quê. Đó, quý vị đang được nhìn thấy đấy ạ. Với chất ốc đỏ lửa vàng chanh đây ạ. Đỏ lửa vàng chanh. Cực đẹp như thế. Đường nét cắt tỉa phải nói là được bên cơ sở Đỗ Quốc Hoài tạo tác bởi những bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề. Đó. Và ở dưới cái cây đa thì nó là một cái ngôi trường, một cái ngôi trường làng với thầy đồ đang dạy học. Với chất ốc đỏ kinh khủng luôn quý vị ạ. Đó. Một cái ngôi trường làng đang có thầy đồ đang dạy học. Đó, đây là những các học trò đang dạy học. Đó, quý vị nhìn thấy những cái chiếc cột dài như này được bên cơ sở tuyển chọn những sắc màu cùng một màu luôn quý vị nhé. Ở bên cạnh cái khu chính này thì phía bên tay phải đây thì đó là một cái cây cầu được bắc qua một con sông rất là thơ mộng như thế này. Bên trên thì có những người đang đi trên cầu đó, rất nhìn rông rất là duyên dáng quý vị nhé. Bên cạnh đây thì là một cái quán nước đó, một cái quán nước, quán cóc nhỏ bên ven đường đó. Xa xa đây thì là đoàn trâu, đoàn người đang cấy cày đó, cây cầy đó, rất là đẹp. Từ những cái cảnh bên ngoài này thôi cũng được bên cơ sở làm với chất ốc đỏ như thế này quý vị đang nhìn thấy ạ. Đó, rất là đỏ, khảm ốc 100% nha quý vị nhá. Đó. Và dần lùi sang phía tay trái của màn hình của quý vị các bạn đây thì đó là một cái giếng. Đó, cây đa giếng nước mái đình thì không thể thiếu được cái giếng. Đó, cái giếng đang có người đang ra múc nước. Đó, bên ngoài này thì là những đàn em đang lô đùa đó. Đây một cái cây đa với cái gốc là lúi xuyên xung quanh bên cạnh rất là đẹp. Đó. Tất cả được bên cơ sở phân màu. Ốc được phân màu thân một màu, lá một màu. Đó. Với cây chính này cũng vậy, được bên cơ sở làm ốc phân màu. Quý vị nhìn xa thì có thể thấy được màu xanh rồi đấy ạ, ở trên những cái phần lá. Và màu đỏ ở trên những phần thân. Đó. Ốc đỏ lửa vàng chanh, quý vị đang nhìn thấy những cái màu vàng chanh xanh hoa lý đấy ạ. Đó. Đấy là cực kỳ đẳng cấp. Đó. Bên ngoài thì vẫn được bên cơ sở làm hoa chanh đồng tiền. Đó. Bên hai bên là cô đồ quấn thư và bên trên bên dưới đó là
tùng trúc cúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó. Ở bên trên xa xa đây thì có một cái bài thơ viết về cảnh làng quê, rất là ý nghĩa. Đồ ngoài sẽ lùi ra xa một chút để quý vị thấy được. Cái tác phẩm siêu VIP này được bên cơ sở là đánh cách ly trần theo lối cổ truyền. Quý vị đang được nhìn thấy những cái vân gỗ đấy ạ. Những cái vân gỗ đang nổi rất là tự nhiên quý vị ạ. Đó. Với cái kích thước là 1m17 x 2m37 quý vị ạ. Hàng siêu khủng. Và quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ với Đồ Gỗ Hoàng Hải qua Zalo số 0984368681. Đồ Gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị ở gần thì có thể về trực tiếp tại địa chỉ trên, còn quý vị ở xa thì có thể theo dõi trên kênh Facebook, YouTube. Hãy nhấn vào từ khóa Đồ Gỗ Hoàng Hải và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được để ủng hộ bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải, để bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Và thay mặt những người sản xuất như Đồ Gỗ Hoài cũng xin chân thành cảm ơn anh Hiếu tại Hà Đông, Hà Nội đã tin tưởng và đặt hàng bên cơ sở của Đồ Gỗ Hoài một cái tác phẩm phải nói là cực kỳ đẹp như thế này. Hàng siêu VIP đỉnh cao, một bức tranh đồng quê với chất liệu là gỗ gụ khảm ốc đỏ Singapore 100%. Xin chân thành cảm ơn anh. Và Đồ Gỗ Hoài cũng xin khép lại video đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong video sau. Tập sau Đồ Gỗ Hải sẽ quay ngay sau lúc này thôi, thì Đồ Gỗ Hải sẽ chiều nay thì Đồ Gỗ Hải cũng sẽ bàn giao tới tay anh Hiếu tại Tư Gia nhà anh. Xin mời quý vị và các bạn hẹn gặp lại ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.